chào quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chuyên mục chuyển động bóng đá 24 giờ của Mê Bóng Đá. Trước khi đến với những thông tin mới nhất có trong video ngày hôm nay, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể cập nhật những video mới và nhanh nhất của chúng tôi. Còn bây giờ hãy cùng Thục Phi đến với những tin tức đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Xin chào anh em, đây là bản tin chuyển động bóng đá sáng ngày 21 tháng 8. Trước khi đến với những thông tin hấp dẫn nhất, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube Mê Bóng Đá, ấn chuông nhận thông báo và để cập nhật tin tức thường xuyên hơn. Còn bây giờ, chúng ta hãy đến với những diễn biến chính có trong bản tin sáng ngày hôm nay. Huấn luyện viên Koeman tính đưa Gini Wijnaldum về Barcelona. Theo tờ Metro, tân huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Barcelona, cựu danh thủ bóng đá Hà Lan, Ronald Koeman đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Gini Wijnaldum về với sân Camp Nou ở mùa hè năm nay. Koeman đã tiếp quản nhà cựu vương La Liga khi lên thay thế người tiền nhiệm người Tây Ban Nha, Quique Setién. Câu lạc bộ Barcelona nhiều khả năng sẽ có cuộc cách mạng về lực lượng và nhân sự ở mùa giải năm nay sau thất bại tan nát 2-8 trước câu lạc bộ Bayern Munich tại tứ kết của Champions League. Chủ tịch Jose Maria Bartomeu tuyên bố chỉ có 8 cầu thủ ở đội 1 của Barcelona chắc suất ở mùa giải năm sau. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều ngôi sao sẽ phải khăn gói rời khỏi Blaugrana ở mùa hè năm nay. Trong khi đó, báo chí sương mù đã loan tin Wijnaldum vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Liverpool. Ngôi sao người Hà Lan đang chờ một kế hoạch đủ thuyết phục từ huấn luyện viên Jurgen Klopp ở mùa giải 2020-2021 nhằm đảm bảo rằng anh là nhân tố quan trọng trong đội hình của The Kop. Bên cạnh Wijnaldum, câu lạc bộ Barcelona cũng đang dành sự quan tâm sát sao đến tiền vệ Donny van de Beek thuộc biên chế của câu lạc bộ Ajax Amsterdam. Wijnaldum có 47 lần xỏ giày ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải 2019-2020. Cựu ngôi sao của câu lạc bộ Newcastle United không chiếm một suất đá chính thường xuyên tại The Kop khi anh vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt đến từ David Keita, Curtis Jones và Harvey Elliott. Tiền vệ người Hà Lan không sở hữu bàn thắng hay kiến tạo nào, thế nhưng khả năng hoạt động bao sân gây áp lực từ Wijnaldum là rất đáng ghi nhận. Khả năng giữ bóng tốt, sức mạnh cơ bắp, nguồn năng lượng dồi dào từ Wijnaldum giúp cho câu lạc bộ The Kop triển khai mượt mà thế trận từ khu vực giữa sân. Ở một diễn biến khác, huấn luyện viên Koeman ngoài nhắm tới Wijnaldum còn đang lên kế hoạch đưa tiền đạo Memphis Depay của Olympique Lyon và trung vệ Michael Keane của câu lạc bộ Everton về với Barcelona ở mùa hè năm nay. Những cầu thủ nói trên đều là những học trò cưng của huấn luyện viên Koeman ở đội tuyển Hà Lan và câu lạc bộ Everton một thời, nên cũng dễ hiểu khi nhà cầm quân này muốn tái hợp với họ ở câu lạc bộ mới là Barcelona. Mourinho muốn đưa Gareth Bale trở lại Premier League. Khát khao sở hữu Gareth Bale đã theo Jose Mourinho từ tận Man United đến Tottenham Hotspur hiện tại, khi người đặc biệt vẫn đánh giá cao cầu thủ chạy cánh người Silver. Dù chưa bao giờ hợp tác với nhau trong bất kỳ một màu áo nào, nhưng Mourinho vẫn rất hâm mộ Gareth Bale. Năm 2013, khi Mourinho vừa rời khỏi câu lạc bộ Real Madrid, thì Gareth Bale cập bến với Bernabeu và mở ra hành trình vô cùng thành công vào lúc đầu, nhưng thảm hại trầm trọng trong những năm cuối. Mùa vừa rồi, dù là một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất đội bóng, tương đương với đội trưởng Sergio Ramos, Gareth Bale chỉ ra sân có 20 lần trên mọi đấu trường, đóng góp 3 bàn thắng và 2 kiến tạo. Huấn luyện viên Zinedine Zidane công khai việc không trọng dụng Gareth Bale, trong khi ngôi sao người Sweden sẵn sàng thi gan. Người đại diện là Jonathan Bernet đã khẳng định thân chủ của mình đang hạnh phúc với cuộc sống tại Madrid. Do đó, Real Madrid đang đau đầu trước viễn cảnh Gareth Bale sẵn sàng ngồi dự bị thêm 2 năm nữa đến cuối hợp đồng và nhận 305.000 bảng một tuần. Gareth Bale không tỏ thái độ chống đối với ban lãnh đạo của câu lạc bộ Real Madrid, nhưng xét cho cùng, anh vẫn cần thời gian để thi đấu để đảm bảo một suất đá chính tại vòng chung kết Euro năm sau. Gareth Bale mới 31 tuổi nên sẽ không muốn sự nghiệp của mình sớm kết thúc theo cách tự hủy hoại thế này. Do đó, nhân cơ hội này, huấn luyện viên Mourinho đang tác động tới ban lãnh đạo của câu lạc bộ Tottenham Hotspur, đẩy mạnh đàm phán đưa Gareth Bale trở lại với giải bóng đá ngoại Anh. Mourinho muốn có Gareth Bale từ lúc nắm quyền tại câu lạc bộ Manchester United vào năm 2017 nhưng đã không thành công. Đây được xem là thời điểm thích hợp để nối lại mọi thứ. Trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2013, Gareth Bale đã thi đấu cực kỳ thành công ở đội bóng phía Bắc thành London, qua đó tạo ra bước đà để anh gia nhập với Los Blancos với kỷ lục chuyển nhượng thời bấy giờ là 86 triệu bảng. Khó khăn lớn nhất của thương vụ này chính là mức lương của Gareth Bale đang nhận vượt trần với khung lương của Spurs, khi mà người hưởng đãi ngộ cao nhất là Harry Kane cũng chỉ 200.000 bảng một tuần. Chelsea bị câu lạc bộ Serie A cạnh tranh vụ Thiago Silva. Thiago Silva có thể trở lại thi đấu tại giải vô địch quốc gia Italia trong màu áo của câu lạc bộ Fiorentina. Theo thông tin từ Corriere dello Sport, một trong những điểm đến mà trung vệ Thiago Silva xem xét sau khi rời khỏi Paris Saint-Germain hậu Champions League ở mùa giải năm nay
chính là câu lạc bộ Fiorentina. Đội bóng đang sẵn sàng đề nghị bản hợp đồng hấp dẫn dành cho trung vệ 35 tuổi này. Ban lãnh đạo của La Viola được cho rằng là bắt đầu liên hệ với đội trưởng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Fiorentina đề nghị mức lương 4 triệu euro một mùa, kèm theo hợp đồng 2 năm và các điều khoản thưởng thành tích liên quan. Lão tướng người Brazil sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập, bởi anh từng có kinh nghiệm thi đấu tại Italia trong 3 năm khi còn khoác áo câu lạc bộ AC Milan từ năm 2009 đến năm 2012. Silva có thể nói tốt tiếng Italia và đây là một trong những yếu tố giúp anh dễ dàng bắt nhịp với môi trường Serie A. Bên cạnh Fiorentina, Chelsea là một trong những đội bóng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Thiago Silva trong những tuần gần đây. Nếu muốn tìm thử thách mới cho sự nghiệp, Hoàng Anh cũng là một trong những điểm đến không tồi để cầu thủ này thi đấu trong những năm tháng cuối cùng sau khi có những thành công ở Pháp và Italia. Juventus chốt giá bèo, Man United rộng cửa đón nghệ sĩ Samba. Ở thời điểm hiện tại, mục tiêu hàng đầu của Manchester United vẫn là Jadon Sancho, trong bối cảnh mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có những ưu tiên nâng cấp hàng công. Dù vậy, thương vụ này đến nay vẫn chưa có tiến triển và việc tìm kiếm những phương án dự phòng cho tài năng người Anh là vô cùng cần thiết. Giới truyền thông gần đây đã cho biết hàng loạt những cái tên được cho là kế hoạch B dành cho Jadon Sancho, bao gồm cả Douglas Costa. Tài năng người Brazil vừa trải qua một mùa giải không mấy thành công do chấn thương. Anh chỉ đóng góp vỏn vẹn 3 bàn thắng cho câu lạc bộ Juventus sau 29 lần ra sân. Dù còn đến 2 năm hợp đồng hiện tại với câu lạc bộ Juventus, nhưng tân huấn luyện viên Andrea Pirlo đã gạch tên Costa ra khỏi kế hoạch của mình. Vì lẽ đó, đây sẽ là cơ hội để cho Quỷ Đỏ chiêu mộ ngôi sao người Brazil với một mức phí rất dễ chịu. Tờ Tutto Sport cho hay, Juventus đã sẵn sàng để cho Costa ra đi nếu thu về được 18 triệu bảng. Trước đó, lão bà đã bỏ ra tới 36 triệu bảng để chiêu mộ tài năng này. Cùng với Costa, Quỷ Đỏ đang nhắm hàng loạt những cái tên khác để phòng trường hợp họ không thể chiêu mộ được Jadon Sancho. Có thể kể đến như Ansu Fati và Ousmane Dembele của câu lạc bộ Barcelona. Hay mới đây nhất là tài năng thuộc biên chế của câu lạc bộ Bournemouth, David Brook. V-League 2020 vẫn có khả năng bị hủy. Vào ngày 19 tháng 8 vừa qua, VPF đã gửi cho các câu lạc bộ hai phương án tổ chức khi giải đấu trở lại, dựa trên khả năng AFC có thể tiếp tục hoặc bị hủy hẳn. Phương án 1 sẽ diễn ra nếu AFC hủy AFC Cup 2020 thì sẽ có hai lựa chọn. Đầu tiên, các giải đấu sẽ trở lại vào ngày 12 tháng 9, kết thúc vào ngày 22 tháng 1. Lựa chọn thứ hai là các giải sẽ trở lại muộn hơn một tuần, là vào ngày 19 tháng 9 và kết thúc vào ngày 28 tháng 11. Phương án 2 sẽ áp dụng nếu như AFC không hủy AFC Cup và hai đại diện của bóng đá Việt Nam là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cùng Than Quảng Ninh sẽ phải thi đấu từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9 năm 2020. Ở đó, VPF cũng đã đưa ra hai sự lựa chọn với thời điểm bắt đầu trở lại các giải đấu như trên, nhưng giải đấu sẽ kết thúc muộn hơn vào các ngày mùng 5 tháng 12 hoặc ngày 12 tháng 12, tương ứng với mỗi sự lựa chọn. Trong văn bản gửi các đội bóng, VPF cũng đã ghi rõ điều kiện và tính khả thi của kế hoạch nằm ở việc tình hình phòng chống dịch không có thêm diễn biến bất lợi và ổn định vào giữa tháng 9. Trong trường hợp xấu nhất, V-League 2020 sẽ bị hủy nếu VPF và các đội bóng không thực hiện được các kế hoạch tổ chức trong tháng 10. Lý do được đưa ra là bởi nếu thời gian kết thúc mùa giải quá muộn sẽ ảnh hưởng đến quỹ thời gian mà các đội bóng sẽ chuẩn bị cho mùa giải năm sau, cũng như khó khăn về mặt tài chính. Xa hơn, việc kết thúc mùa giải muộn sẽ ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của đội tuyển quốc gia và các mục tiêu quan trọng của năm 2021. Và như vậy là chúng ta vừa kết thúc bản tin chuyển động bóng đá sáng ngày 21 tháng 8 của kênh Mê Bóng Đá. Trước khi rời khỏi video này, anh em đừng quên bấm đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo và đừng quên chia sẻ để lan tỏa những thông tin hấp dẫn nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các số bản tin tiếp theo. Trước khi kết thúc video của ngày hôm nay, các bạn một lần nữa đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để có thể xem những video mới nhất của Mê Bóng Đá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.